rồi trải qua một thời gian các bạn xem kênh của tôi thì các bạn cũng hiểu chủ đề kênh luôn hướng tới người dân trung quốc cụ thể là dân mạng trung quốc nghĩ gì về việt nam có thể nói, tôi luôn muốn đưa cho các bạn một góc nhìn chính xác và chân thực nhất. Nhiều khi các bạn sẽ luôn tự hỏi, tại sao chúng ta phải quan tâm họ nghĩ gì? Vậy tôi sẽ trả lời cho các bạn là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến họ. Bởi đơn giản, tôi biết rất nhiều các bạn, rất nhiều người không hề ưa thích những người Trung Quốc. Đơn giản, ngoài lịch sử hàng ngàn năm giữa Việt Nam và Trung Quốc thì những yếu tố như chủ quyền biển đảo thật sự là một lý do khiến cả tôi và các bạn chẳng thể ưa thích được họ. Chính vì điều này, càng ghét nên tôi càng phải tìm hiểu và càng muốn được tìm hiểu rõ chân thực của vấn đề thì càng phải đi sâu vào những diễn đàn của họ. Hãy hiểu là chỉ có khi ở nhà của họ, họ mới dám nói thật, nói đủ, nói không sợ một cái gì cả. Về tất cả những thứ như quốc tế, thế giới và cả Việt Nam chúng ta nói riêng. Vậy các bạn có biết, câu hỏi mà người Trung Quốc hỏi về người Việt Nam nhiều nhất là gì không? Đó chính là bây giờ người Việt Nam có còn thân thiện với người Trung Quốc hay không? Đó chính là những câu hỏi mà tôi thường xuyên gặp phải trên các diễn đàn Trung Quốc. Đối với những người Trung Quốc muốn sang làm việc hay du lịch tại Việt Nam, họ thường xuyên hỏi câu hỏi này. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi đến phần bình luận của cư dân mạng Trung Quốc nhé. Đầu tiên là một tài khoản tên là Bang, anh ấy nói rất ngắn gọn và xúc tích. Người Việt Nam là nhóm người châu Á chống Trung Quốc nhiều nhất, thậm chí còn hơn cả Indonesia và Ấn Độ. Tài khoản thứ hai có tên là Chen, anh ấy nói rất không thân thiện. Tôi đã gặp những người Việt Nam, họ khá thù địch với người Trung Quốc. Tài khoản thứ ba có tên là Shan Yong, anh ấy nói tôi đã gặp một số người Việt Nam ở nước ngoài và thấy rằng tâm lý của người Việt Nam đối với người Trung Quốc thật sự giống với tâm lý của người Trung Quốc đối với người Nhật Bản. Đó là tâm lý của sự khao khát, tôn thờ, căm thù và coi thường ba tài khoản đầu tiên thì bình luận khá là ngắn gọn thôi thì tôi tìm một cái tài khoản bình luận nó dài hơn một chút đi tài khoản thứ tư có tên là các ngôi sao anh ấy nói việt nam thân với trung quốc là không thể thời xưa việt nam nổi dậy và bị chia cắt nhất định cần phải uốn nắn tính cách dân tộc của người việt chỉ có không ngừng nhấn mạnh và chủ trương là khác hán thì việt nam mới có thể độc lập được điều này là hợp lý và hợp pháp cũng giống như một số người đài loan và hồng kông ngày nay họ không còn nhận ra mình là người hoa nếu tách đài loan quá lâu người ta ước tính rằng nó sẽ trở thành một quốc gia mới do đó những người ly khai đài loan sẽ không còn dân tộc trong một thời kỳ lịch sử lâu dài trước đây người việt tự coi mình là con cháu người gốc hoa trong lịch sử nhiều người khởi nghĩa việt nam tự cho mình là người hán di cư hoặc là hậu duệ của người hán nhập cư vì vậy không thể thân thiện với trung quốc Việc lập nước Việt Nam chỉ có thể duy trì độc lập văn hóa bằng cách liên tục sang Trung Quốc và chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam kết giao với Trung Quốc, văn hóa của họ được kế thừa, không thể tách rời khỏi Trung Quốc. Việt Nam so với các nước chống Trung Quốc mãnh liệt nhất nhưng cũng kém hiệu quả nhất. Vì vậy, chính phủ Việt Nam chỉ có thể củng cố tính hợp lý của chính quyền Việt Nam bằng cách liên tục chống Trung Quốc. Cái bình luận thứ tư này tôi có thể nói với các bạn, nó là cái luận điểm của rất nhiều rất nhiều người Trung Quốc nói về Việt Nam chúng ta. Thứ nhất, đó là văn hóa thì kế thừa của Trung Quốc. Thứ hai là do có rất nhiều người Việt Nam tự nhận mình là người Hán. Tôi hỏi thật các anh em, có ông nào tự nhận là người Hán thì bình luận ở phần bên dưới giúp tôi. Chứ tôi thì tôi chưa thấy người Việt Nam nào nhận là như thế cả. Thú thật là nếu mà nói họ như thế họ còn đánh thêm cho ấy. Các bạn không tin cái luận điểm này của người Trung Quốc là rất nhiều đúng không? Chúng ta cùng đến với một bình luận thứ năm của một tài khoản có tên là Tổ Tiên Hán và Đường. Anh ấy nói chắc chắn không thân thiện trong thời kỳ Hoàng Kim cổ điển của Trung Quốc từ nhà Tần cho đến nhà Đường, Việt Nam là một phần của vương triều Trung Quốc chứ không phải là một nước chư hầu. Đoạn này khoan một chút, cho tôi bình luận một chút. Cái luận điểm này của người Trung Quốc ấy thì nó thật sự nó nó mang tính gài bẫy cực kỳ lớn. Nếu anh em để ý, một nước chư hầu nó sẽ khác hẳn so với cả một nước là một phần của vương triều Trung Quốc. Những cái luận điểm này thì cái nhóm tiểu hồng phấn rất hay sử dụng. Nước Chư hầu thì khác, cho dù là chư hầu thì cũng vẫn là một nước độc lập. Nhưng nước là một phần lãnh thổ của Trung Quốc ấy thì có nghĩa là họ muốn biến Việt Nam chúng ta giống như Đài Loan. Rồi, tôi xin phép được dịch tiếp. Sau nhà đường thì Việt Nam giành được độc lập. Sau khi độc lập, Việt Nam cực lực phản đối sự chiếm đóng của triều đại Trung Hoa mà tiếp thu văn hóa của Trung Hoa càng dữ dội hơn. Vì vậy, dân tộc Việt Nam được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng bởi nền văn minh của Trung Hoa từ sự khởi đầu của nền văn minh đó trong nền giáo dục mà người Việt Nam hiện đại nhận được ở nhà trường. Trung Quốc là một cường quốc phương Bắc đã liên tục xâm lược Việt Nam trong 2.000 năm. Trong sách giáo khoa về lịch sử cổ đại Việt Nam có viết, lịch sử Việt Nam là lịch sử bị xâm lược bởi Trung Quốc. Duy trì cảnh giác cao độ chống lại Trung Quốc là chiến lược quốc gia lâu dài của Việt Nam kể từ khi độc lập. Sự cảnh giác này đã thấm sâu vào giáo dục, văn hóa của Việt Nam. Giải trí, lễ hội, sự kiện, kỷ niệm, sách, báo, xét về mọi phương diện sự căng thẳng và cảnh giác chống Trung Quốc như thế này đã thấm sâu vào hầu hết tâm hồn của người dân Việt Nam. Vì vậy, thái độ của người Việt Nam đối với Trung Quốc dù rất tế nhị một chút cũng có thể biến thành bất mãn và phẫn uất đối với cả Trung Quốc và con người Trung Quốc. Mặt khác, do thực tế lịch sử và văn hóa của Việt Nam từ thuở còn là bộ lạc ngu dốt với cả tuổi thơ còn chập chững biết đi cho đến ngàn năm trưởng thành khi còn là một thiếu niên, là lãnh thổ của Trung Quốc dưới sự quản lý của các triều đại là một quận của Trung Quốc. Sau khi độc lập, có dòng chảy liên tục từ những người nhập cư Trung Quốc trong giai đoạn thanh niên, khiến gen và văn hóa của người Việt Nam tiếp tục đồng bộ với văn hóa chính của Trung Quốc. Nó được cập nhật đồng thời, vì vậy người Việt Nam sẽ bị hấp dẫn một cách vô thức bởi văn hóa Trung Quốc. Giống như cách chính phủ và giới tri thức của Việt Nam học hệ thống và sách của Trung Quốc. Và người Việt Nam thích hát các bài hát Trung Quốc, các bộ phim truyền hình, các chương trình giải trí văn hóa Hành vi phân liệt này chính xác là chìa khóa để chúng ta hiểu được thái độ của người Việt Nam đối với Trung Quốc và người Trung Quốc. Trước khi thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người Việt Nam tự nhận mình là con cháu của Thiên hoàng Diêm Vương, là con cháu của rồng. Trong lịch sử, sau khi độc lập khỏi Trung Quốc, Việt Nam cũng coi mình là một tiểu Trung Hoa sau khi thực dân pháp đô hộ họ bắt đầu quảng bá chữ quốc ngữ được tạo ra bằng các chữ cái trong bảng chữ cái latin hiện được sử dụng rộng rãi ở việt nam được sự giúp đỡ của đảng cộng sản trung quốc và chính phủ nhân dân việt nam đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam đánh đuổi thực dân thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sau khi có chính phủ mới để thể hiện bản sắc dân tộc nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã triệt tiêu hoàn toàn chữ hán Lúc bấy giờ, chính phủ Việt Nam ở miền Nam Việt Nam lúc đấy đối lập với miền Bắc Việt Nam cũng bắt đầu quảng bá tiếng Việt gốc Latin bằng chữ Hán, nhưng tốc độ tương đối chậm và chữ Hán vẫn còn được bảo lưu trong giáo dục phổ thông giống như ở Nhật Bản, nên các thế hệ mai sau có thể hiểu được các bài báo của tổ tiên. Cuộc sống thực của người Việt Nam, người Việt Nam rất thích các bài hát Trung Quốc và người Việt Nam thích hát các bài hát Trung Quốc ở tất cả các phương từ những bài hát tiếng Quảng Đông cho đến tiếng Phúc Kiến, đừng nói đến những bài hát tiếng phổ thông như Bến Thượng Hải, Tuần Nguyên Lương Hồ Điệp, tình yêu họ dành cho những bài hát Đài Loan là đứng đầu, sau đó mới là những bài tiếng Hoa đại lục. Các bài hát tiếng Đài Loan thì nhiều vô kể, các thể loại yêu thích cũng nằm ngoài sức tưởng tượng. Điều này hoàn toàn khác với số ít người Trung Quốc chúng ta thích một số bài hát tiếng Nhật và tiếng Hàn. Và hầu như tất cả các bài hát này đều được cover bằng tiếng Việt. Số lượng bài hát tiếng Việt cover ở Đài Bi nhiều đến bất ngờ, có nhiều bài có thể bạn còn chưa nghe. Các bài hát tiếng Trung của Lưu Đức Hoa là được cover bằng tiếng Việt nhiều nhất. Có rất nhiều các bài hát được cover. Ngoài việc họ rất thích thì điều quan trọng hơn là người Việt Nam bình thường cũng có thể tự hát bằng tiếng Hoa chỉ từ bài hát thôi cũng đủ thấy dòng máu trung hoa trong gốc rễ của tiếng việt đàn ông trung niên và cao tuổi tụ tập trên đường phố việt nam để chơi cờ gần như phổ biến ở các vùng nông thôn và thành thị của trung quốc Hãy cùng xem người Việt Nam trải qua ngày 23 tháng 12 âm lịch như thế nào. Tôi không thấy nhiều lễ hội như Tết và Trung thu, nó phải rất rất hoành tráng. Ngày lễ đón năm mới theo luật định của Việt Nam nhiều hơn ở Trung Quốc từ 7 đến 9 ngày. Ngoài người Trung Quốc đón Tết âm lịch tháng 12 thì trên thế giới chỉ có người Việt Nam trên thực tế người việt nam rất thích văn hóa trung quốc đặc biệt là các bộ phim cổ trang thần điêu đại hiệp như hiện nay có thể nói do sự cộng hưởng gen di truyền vốn có của nó với nền văn minh trung hoa sự giống nhau về gu thẩm mỹ quan niệm đạo đức giá trị đạo đức tuy nhiên dưới sự giáo dục chống trung quốc liên tục của chính quyền việt nam người việt nam cũng giống như người đài loan chống trung quốc trở thành tình cảm cơ bản nhưng tình cảm chống trung quốc này lại không mạnh mẽ sự hiểu biết sâu sắc về việt nam và trung quốc từ những khía cạnh khác những người việt nam có quan hệ mật thiết với văn hóa và lịch sử sẽ có những cảm nhận khác nhau trong tâm hồn điều này sẽ gây ra sự bối rối vì vậy người việt nam có thái độ rất tinh tế đối với văn hóa trung quốc Logic nội tại của nền giáo dục chống Trung Quốc mạnh mẽ của người Việt Nam và những người cầm quyền là chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể duy trì bản sắc dân tộc và giữ vững nền tảng độc lập dân tộc, đất nước sẽ có sự gắn kết. Phong tục thắp hương thờ cúng tổ tiên ở nhà, ngoại trừ Trung Quốc là có, không biết Nhật Bản và Hàn Quốc có phong tục giống nhau không. Thôi thôi thôi, kết luận kết luận. Tôi dịch cái bình luận cuối này tôi cũng tăng sông rồi các ông ạ. Nghe thì có vẻ rất hiểu biết, nhưng mà thật ra thì chẳng biết cái mẹ gì cả đơn giản là đến việc nhật hàn có phong tục thắp hương hay không cũng không biết nhật hàn có năm mới hay không cũng không biết vậy mà bình luận rõ ràng như là chuyên gia nói từ lịch sử sơ khai của việt nam cho đến hiện đại như là anh ý xuyên không về ấy các bạn ạ nếu ai đã đọc tiểu thuyết của trung quốc thì có thể hiểu được điều này còn tất cả các anh em các anh em có nghĩ như thế nào thì bình luận ở phần bên dưới nhá còn tôi thì tôi chán lắm rồi chả bình luận hay kết luận gì nữa đâu